Cho phép em được giới thiệu nhân sự mới ạ. Có nhầm không em? Phòng chị không có tuyển nhân sự. À, đây là nhân sự đặc biệt do đích thân giám đốc gửi gắm. Bạn ấy là Khang, vừa mới từ Sài Gòn ra. Khang từng là du học sinh chuyên ngành marketing ở bên Singapore. Và từ hôm nay trở đi, bạn ấy sẽ trở thành nhân viên thử việc của phòng chúng ta. Hola, hello. Tôi là Khang. Đẹp trai có gì sai. Mong mọi người giúp đỡ trong công việc nhé. Chị San có gì giúp đỡ Khang làm quen với công việc nhé. Việc của em xong rồi ạ. Mọi người làm việc tiếp đi. Cảm ơn em. Ồ chà. Cậu Khang. Sao? Đã là nhân viên của tôi thì phải chứng minh được năng lực của mình. Tôi không nhận những người đi cửa sau mà lại tỏ ra mình tài giỏi. Không, tôi là quân tử hành đại lộ, không bao giờ đi cửa sau. Cửa sau hay cửa trước gì thì cũng đều phải làm việc. Cậu qua đây. Cầm tập tài liệu này về nghiên cứu, đưa ra ý kiến của mình và góp ý cho kế hoạch kinh doanh vào tuần sau. Chị nói đến đâu rồi nhỉ? Tôi tưởng gì khó khăn lắm. Mấy cái này hả? Y như là bài tập về nhà của tôi thôi. 1 phút 30 giây. Tốt. Hello chị đẹp. Đợi taxi à? Muốn đi nhờ xe tôi không? Giờ này đi taxi hay bị tắc đường đấy. Có lý. Wow, gia đình có điều kiện của khác xe oách nhỉ. Thế này thì đi làm công ty tôi làm gì cho nó phí ra. Thật sự thì tôi cũng nghĩ như thế. Nhưng mà biết sao giờ. Miễn sao là chị đẹp khen tôi ngon ra là được rồi. Vâng, tôi khen cái xe ngon ấy. Tôi thừa biết chị đẹp muốn khen gì mà. Lên xe. Rồi. Ê! Em. Em cho anh hỏi thăm chút. Chị San hôm nay có đi làm không em? Hôm nay sếp nghỉ anh ạ. Hình như là xin nghỉ phép năm. Thế à? Cảm ơn em. Chào em. Em chào anh. Cậu cho tôi xuống đây. Ok. Cảm ơn cậu nhé. Không cần đâu. Miễn sao là bài báo cáo đầu tiên của tôi. Chị đẹp đừng làm khó làm dễ tôi là được rồi. Ba. Ngoài này. Nhanh không? Hay tôi đợi ngoài này? Không. Ok. Đẹp hơi chất đấy. Em ơi, chị check out sáng nay rồi. Giờ cho chị xin đồ nhé. Em gửi chị chứng minh thư ạ. Cảm ơn em. Chị cho em một chút ạ. Alo đại ca. Nấu cơm cho em nhé, em về luôn đấy. Này, nếu như không muốn em phá cửa thì chuẩn bị đón em đi nhá. Đến thật đấy à? Ở khách sạn tốn tiền lắm. Em không ăn vạ anh thì ăn vạ ai? Ôi, kéo vali vào cho em đi. Tay em vẫn đang đau lắm đấy. Bỏ cái dép ra. Dũng nó đi đâu giờ này ấy nhỉ? Ôi giời, cậu đi đâu vội vàng lắm, quên cả điện thoại ở nhà kia kìa. Thế à? À, hay là đi tìm vợ bà nhỉ? Vớ vẩn. Ôi giời ơi, mẹ chồng tôi đi đánh bài lúc chiều ấy, bà làm tôi cứ tưởng thật cơ. Mà bà giỏi thật đấy nhá. Đang cười như thế, quay ra khóc luôn ấy được đấy. Làm vài lần sẽ quen thôi mà. Ôi giời, bà cũng buồn cười thật đấy. Những lúc như thế thì bà phải im đi. Đằng này cứ hỏi, làm người ta tí mất tập trung. Mà bây giờ cậu Dũng còn ở nhà có mỗi mình. Việc gì bà cứ phải diễn cho nó mệt ra. Đầm lao thì phải theo lao thôi. Mà bà này, thằng Dũng nó có hỏi tôi ở nhà như thế nào, bà phải bảo là tôi tỉnh táo hơn nhá. Vâng, từ hôm con Sa nó bỏ đi ấy, thì tôi khỏe ra, đỡ rú lẫn hơn. Bà nhớ chưa? Nhớ rồi. Chứ không cứ giả điên như thế này, không khéo điên thật đấy. Mà bà này, tôi hỏi bà nhá, thế cô San cũng làm gì bà mà bà này ghét cô đến thế cơ chứ? Không vì gì đấy mà. Con San nó làm một việc mà tôi không thể tha thứ được. Ở đấy, anh nhân nhượng cho ăn bữa tối ở đây là được rồi. Giờ về đi. Anh nhìn em xem, vết thương trên cơ thể còn cần có thời gian để lành, nữa là vết thương trong tâm hồn còn cần nhiều thời gian hơn. Này em đau đớn cả thể xác lẫn tinh thần. Anh đừng có sắt muối thêm nữa. Nhưng đây không phải là cái trại tị nạn. Anh không thể nào dung túng cho cái sự bốc đồng của em mãi được. Khóc cái gì? Em đã bị mẹ chồng tát đuổi ra khỏi nhà, mà sao anh cứ bắt em phải về cái nhà đấy nhở? Anh có biết là em mệt mỏi, ngột ngạt, em không thở được, em biết không? Mày ra kia ngồi đi, nghe. Đi. Sa này, ngày xưa thì em đòi cưới nó cho bằng được, bây giờ thì em bảo là không thể thở nổi trong nhà nó. Lớn rồi phải suy nghĩ cho kỹ đi chứ. Thứ nhất, nếu như còn yêu nhau nhá, thì phải biết chịu đựng, vun vén vào. Thứ hai, nếu cảm thấy không yêu nhau được nữa, giải tán luôn. Lúc đấy mày thích đi đâu hay về đây tùy, anh chiều hết. Thứ ba là tao không thể nào chịu được sự bốc đồng của mày nhá, nghe chưa? Vâng. Rồi đấy, dung túng cho thêm lần này nữa. Nhưng mà đã ở đây là phải hết sức sạch sẽ nhá. Nhặt lên. Đã ăn uống là biết dọn dẹp. Nếu như bày bừa ra đồng nghĩa việc phạm luật, mà đã phạm luật ra khỏi nhà. Ok. Ok. Ê Bảo ơi, còn việc nữa. Bà Diễm đâu? Từ lúc em đến không thấy, mà nhìn quanh không thấy đồ đạc đâu luôn đấy. Đi rồi. Cái gì? Đừng có nói con mụ đấy nó lạnh, cắm cho anh tên nó dừng luôn đấy nhá. Trời đất tiền địa, quỷ thần ơi mẹ ơi. Con mụ đấy đâu? Anh chỉ cho em giết. Mày lo cho cuộc đời của mày đi.